Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2020, chùa Hội Á Đức cùng chính quyền địa phương trao cho mẹ của bé Cao Thị Xuân Hoa do chị gái ẩn danh ở Hà Nội tài trợ là 1 triệu tiền mặt lần thứ 20. Thì cô cũng xin đại diện cho gia đình cảm ơn chị gái ẩn danh ở Hà Nội đã quan tâm và hỗ trợ cho bé. Thì chúc chị và gia đình một luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống, làm ăn được phát triển, tham mưu gia Phật. Cảm ơn chị ẩn danh nhà hàng đã giúp đỡ và gia đình có thể